Vườn quốc gia núi Chúa, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã được UNESCO công nhận khu dự trữ sinh quyển thiên nhiên thế giới. Đỉnh núi Chúa cao 1039 m, hội tụ tất cả kiểu rừng của Việt Nam, từ bán khô hạn, vùng chuyển tiếp đến rừng thường xanh. Nơi đây từng có đàn vọt với khoảng 1.000 con. Tuy nhiên, số lượng đàn vọt ngày càng giảm dần. Vọt tại núi Chúa là loài chà vá chân đen vốn được xem là biểu tượng của vườn quốc gia này, khi số lượng khảo sát vào năm 2005 ước chừng có khoảng 1.000 con. Gần như tất cả các khu vực của vùng lõi núi Chúa như rừng trên thôn Cầu Gãy, Đá Hàng, Bình Nghĩa, Kiền Kiền, suối Giếng, Bình Tiên, suối Nước Ngọt đều từng được ghi nhận có đàn vọt sinh sống. Tuy nhiên, số lượng loài vọt này nhanh chóng suy giảm. Có 4 đàn vọt, trong đó có 2 đàn với số lượng trên 30 con tại khu vực suối Olim gần vùng lõi núi Chúa và phía sau trạm kiểm lâm Bình Tiên, sát đường 702 chạy qua sườn phía đông bắc núi Chúa. 2 đàn ít hơn có số lượng khoảng từ 10 con trên khu vực rừng thường xanh gần đỉnh núi Chúa và khu rừng mát ven khu vực đồi Sim ở phía đông núi Chúa. Hầu hết thời gian trong ngày, chà vá chân đen dành cho hoạt động kiếm ăn. Nếu không có mưa, chà vá chân đen thường kiếm ăn từ tờ mờ sớm đến hơn 11 giờ trưa rồi nghỉ ngơi, chảy lông, đùa giỡn trên những cây to có bóng mát rồi lại tiếp tục kiếm ăn đến tối. Thành phần thức ăn của chà vá chân đen chủ yếu là lá non, trái chưa chín, hoa và chồi của một số loài cây. Mỗi bài chà vá đều gồm nhiều con đực con cái và các con cùng sống chung với nhau, và do một con đực đầu đàn to lớn làm chủ, kiểm soát mọi hoạt động của nhóm. Nạn săn bắt vọt để nấu cao từng xảy ra nhức nhối tại núi Chúa. Nhiều đàn vọt từng bị thảm sát đến 21 con, cho đến khi kẻ thù ác bị bắt. Hiện nay, việc bảo vệ các đàn chà vá chân đen là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong công tác bảo tồn của vườn quốc gia này.